Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biến kiểu chiếc áo này thành 3 kiểu khác nhau. Sau khi các bạn đã cắt rập, chúng ta ráp thân sau tay và hai mảnh trước. Các bạn lưu ý, khi chúng ta ráp nhung và thân trước, chúng ta không nên tạo ra những đường may, mà chúng ta phải để cho nó tự bồng bềnh. Thì chúng ta sẽ gập lại như thế này. Chúng ta gập từ 1,5 cm đến 2 cm, sau đó may lại. Và đây là kiểu thứ nhất. Các bạn đưa hết vào một bên. Nhớ là các bạn phải may rút dúng lại. Các bạn nhớ là khi gấp vào thân sau, các bạn vẫn gập lên để may, chứ không cần là may cái lai bên dưới nha các bạn. Mình làm tương tự, cũng rút dúng rồi may nó vào phân sau. Các bạn đã xong kiểu thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ qua kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai của chúng ta là chúng ta cũng đưa hết vào một bên, nhưng không cần rút dúng như các bạn. Tương tự với bên còn lại, cũng không rút dúng luôn. Thay vào đó thì chúng ta sẽ rút dúng phần giữa. Các bạn may rút hai đường chỉ nha. Khi kiểu thứ hai hoàn thành thì các bạn lại thấy nó có một phong cách hoàn toàn khác so với kiểu ban đầu. Sẽ có phần sexy và cầu kỳ hơn một tí. Chúng ta sẽ qua kiểu cuối cùng, đó là kiểu thứ ba. Chúng ta cầm chắc hai bên và xoắn lại thật chặt. Thì chúng ta thấy còn lại một đoạn ngắn và còn một đoạn dài. Đoạn dài thì chúng ta gặp lại. Sau đó may từ bên này, từ phần này qua tới phần hông. Mình sẽ ghim kim cho các bạn thấy. Chúng ta làm tương tự với bên còn lại. Cũng đặt phần này vô. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành công đoạn cuối. Mình đính phần giữa này vào. Và bây giờ các bạn đã sở hữu một bộ rập 3 trong 1 rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.